sum anh chơi như ông cô cho ông chỉ nói gì mà ra bông cả mình to cái nhầm là ca để chạy bị thi sập là ca đánh đầu to được tiết làm chi là người ca ông bị sát thân là phía bờ tầm miền áp bờ tầm miền phía kỳ đại trời phía kỳ nâng một cột đại trời anh chưa anh chưa rùm nâng nông đầm là ca đi tệ bị thi sạm là ca nơi thằng ngày này sông cột lộc thiên phía kỳ đại trời chưa rùm nâng nông cạnh đầm là ca đi tệ bị thi sạm là ca nông thằng ngày này miền bờ tầm miền cột chìm nuôn trong ngày một cột đại trời mặc đao sợi cây cam nâng nông ngày nị tái có miền bờ tầm miền đông chạm ca có hai vị ông chìm nuôn chìm rè một lần chơi đang một lần đặt vào mình một rúp đặt tới thuê thay ca nơi ngày ni ông chấm rẻ sầm rạch lư bị sna sầm đúng không mấy tờ vi studentski kia mấy tờ vi đầm nàng ở đang một lần đặt vào mình đi cầm pí đại bàn sna một ông chủ rẻ cà phê rực mà sờ mình đối kháng cầu ông chủ rẻ tala tập bông bàn snap sna sum đội bóng mét vi studentski trên mét vi anh ta chiết đầm nang ở đầu mà đang đặt vào mình cầm pí cà phê rực ngày thì bấm môi khai cả đại chân năm vi bấm bốn sum bấm thêm hay là pel còn là ngày tiết nông ca snap nơi sẽ cái đây thay ca đó bỏ đầu mà đang đặt lại vị đời kết bị cha na từ đó ca trong chấm rẻ môi bọc cọp đời phi biệt thì thua nâng chập rồi ha ca cầm nót âm pi vị li sầm nắp sắt đập sẽ cái đây thay ca đó bỏ đầu mà đang đặt lại vị ni rư sắt đập sắt khay cam đó bỏ sắt xây mình nè ông chấm rẻ bàn chun đầm đang đặt phi kỳ dù ngày một hơi mình miền ca to và lời hay được chưa này ông chúng đây sầm rạch tràn trâu nơi sầm nào sông được bằng mét vì studentski đầm nàng ở đây mà đang đặt bên này cầm pí để ban sầm nào sông mình thêm để giải quyết còn là tháng ngày tiết nông ca sắp đáp sẽ đây thay ca được bằng đầu mà đang đặt bên này ep sam pí một trai tôi là ca anh chơi đang đang đọc đi chỗ một căn tập tục sạm na ca lục chmu ở bay đại lục xong chim rìp xuống lục bật hiến kim chmu lai chan lục minh chmu hai sinh krai pi chan đại rì tê xong chim rìp prasa lục bật hiến nhóm chmua hào grau bát đi vượt kỳ hào chmua nhóm tha lai pon có phân tay bát thiên ong của phiếu bọc nhóm chân hào tay a map
ដល់ឆ្នាំនេះលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំអាយុ 55ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃនេះលោកមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណាហើយប្រកបមុខរបរអ្វីដែរ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរូបយើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងខ្ញុំបើនិយាយអំពីការកើតកំណើតទីរបស់ខ្ញុំបាទគឺកើតនៅភូមិវិហារចិនឃុំសាលាកំរើកស្រុកសៀមរាបនិងខេត្តសៀមរាប ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននៅទីណាហើយប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទរស់នៅក្នុងភូមិគោកមូនឃុំដំដែកស្រុកសូនិគមជាមុខរបរជាកសិករ នៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមានជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកិច្ចយាវហៅដូចសំណួរសួរថាតើលោកបានសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលពីនេះនៅក្នុងរឿងក្តីនេះតើលោកប្តឹងទាមទារសំណងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងឬក៏ទុកសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទាមទារនេះទៅមេធាវីរបស់លោកក្នុងការប្តឹងទាមទារសំណង សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានគឺការប្តឹងដើមម្ដងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺមិនចង់បានអំពីសំណងផ្ទាល់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែសម្រេចទៅលើលោកមេធាវីអញ្ចឹងបានគេថាការប្តឹងទាមទារសំណងហ្នឹងគឺលោកប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យមេធាវីរបស់លោកក្នុងការប្តឹងទាមទារសំណងអញ្ចឹងមែនទេ Pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, mais je crois utile, à ce stade de l'interrogatoire de la partie civile, d'indiquer à la Cour que l'accusé émet des doutes quant au fait que la personne qui se présente aujourd'hui comme partie civile ait pu être détenue à F21. ថាគាត់សង្ស័យថាតំណងជាមិនមែនធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅស-21ទេ នោះជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោត ប៉ុន្តែ កិច្ចការដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ ទោះបីនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយ ត្រូវតែសួរដេញដោល ស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់ ភិក្ខុដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីហើយសួរហេតុផលទាំងឡាយទំនាក់ទំនងទៅនឹងអង្គហេតុនិងការគោរពសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមរបស់គេហើយបន្ទាប់មកអង្គជំរះនឹងពិចារណាសម្រេចថាតើគាត់ជាអ្នកជនរងគ្រោះឬក៏មិនមែននោះមិនមែនអត្តនោម័តកដាលទីអញ្ចឹងទេ លោក ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមប្តឹងរដ្ឋវិនីនឹងលោកមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអង្គហេតុណាមួយនៃអង្គើដែលបានចោទប្រកាន់នៃបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនចាប់ចោតដូចជាអង្គហេតុនឹងដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរណាមួយនៅកន្លែងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបលោកនោះ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់ជាតិបណ្ដឹងជូនមកតុលាការនេះ
គឺខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងអង្គភាពគឺខ្ញុំបានធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងថាធ្វើទុក្ខវេទនាចំពោះរូបខ្ញុំនៅឆ្នាំ1906ដោយគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបានក៏បានលាកទុក្ខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីនេះកើតឡើងហើយយើងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកអះអាងថាគេធ្វើទរណកម្មលោកកាលពីឆ្នាំ1906ហ្នឹងតើការធ្វើទរណកម្មចំពោះលោកហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តទៅនៅទីកន្លែងណា ហើយនៅអំឡុងពេលណាសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំបាទបានចាប់ខ្លួនគឺខ្ញុំបាទពុំដឹងថាខ្ញុំនៅកន្លែងណាទេគឺនៅពេលដែលគេចាប់ គឺខ្ញុំបាទពុំបានដឹងអ្វីក្រៅអំពីគេចង់មុខរួចហើយគេដាក់លើឡានចេញមកទេយើងចង់ដឹងថាកលោកមិនអាចថាគេធ្វើទរណកម្មសំណួរសួរថាទីតាំងទីកន្លែងដែលគេបានធ្វើទរណកម្មលោកនោះនៅកន្លែងណាជាក់លាក់ទី1ទី2អំឡុងពេលធ្វើទរណកម្មនោះប្រហែលជា នៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំណាបើមិនចាំថ្ងៃទេមិនចាំខែក៏ចាំឆ្នាំដែរឬក៏អំឡុងពេលរយៈពេលមិនន័យថានៅក្នុងឆ្នាំណាមួយជាក់លាក់ហើយរយៈពេលនៃការធ្វើទរណកម្មហ្នឹងគឺ3ថ្ងៃ10ថ្ងៃ5ថ្ងៃគឺមានអំឡុងពេលមួយជាក់លាក់លោកអាចបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនេះជាចំណុចមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលអះអាងរបស់លោក ជំរាបប្រសាសន៍លោកនៅពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាការធ្វើទរណកម្មនោះខ្ញុំនៅកន្លែងណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចងមុខខ្ញុំហើយគេបណ្ដើខ្ញុំទាំងជៀបចំណងបណ្ដើទៅហើយដល់ពេលដល់កន្លែងសួរចម្លើយនោះគឺគេពុំបានស្រាយមុខខ្ញុំទេហើយក៏គេវាយធ្វើទរណកម្មខ្ញុំ ដោយគេសួរហេតុផលថាមិត្តឯងធ្លាប់រស់នៅក្នុងអង្គភាពមិត្តឯងដែលបានលួចអង្គបំរើខ្មាំងដែរទេហើយខ្ញុំឆ្លើយបដិសេធថាខ្ញុំពុំដែលបានលួចអង្គឲ្យខ្មាំងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលបានបំរើការងារអ្វីទាំងអស់ ដល់គេខ្ញុំសួរគេខ្ញុំឆ្លើយតដែលទៅគេក៏បានវាខ្ញុំត្រូវពីដៃគុំទៅជាក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងត្រូវតាទៀតខ្ញុំក៏ស្លាប់បាត់ទៅនេះជាអង្គហេតុដំបងដែលខ្ញុំឈឺចាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានលោកដែលអះអាងថា គេចាប់លោកនឹងគឺចាប់លោកនៅទីកន្លែងណាចាប់ពីកន្លែងណាទៅហើយលោកកំពុងធ្វើអីនៅទីនោះហើយចាប់នឹងនៅពេលណា
ជំរាបប្រសាសន៍ក្នុងការចាប់ខ្ញុំបាទម៉ោនេះក៏អត់មានចាប់តែខ្ញុំបាទមួយទេគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើអង្គហេតុពីដើមដែលពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំមកដល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺនៅឆ្នាំ 1976 គឺមានរូបខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនៅកាលីសែងនៅកំពង់ផែគីឡូលេខ 6នៅពេលនោះគេបានស្នើឲ្យមិត្តយីនមិត្តលឿន ហើយនឹងមិត្តនួនដូច្នេះគេអស់នោះសិតសឹងតែជាថ្នាក់កងអនុសេនាធំជាបកជនខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានពីអង្គហេតុដំបូងនៅពេលនោះខ្ញុំជាគេហៅថាខ្ញុំជានិរសាគេទេហើយខ្ញុំនៅទូចណាស់ធ្វើបិទដល់ខ្ញុំអាយុច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទូចហើយទៀបសម័យនោះ ហើយគេហៅថាខ្ញុំថាម៉ាប់អាម៉ាប់ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅក្លៀងកាឡូលេខ 6កំពុងតែលីស្រូវហើយក៏លីស៊ីម៉ង់នៅក្នុងក្លៀងស្រាប់តែអ្នកក្លៀងនឹងគេហៅខ្ញុំថាមិត្តលឿនអឺមិត្តអាតអឺមិត្តយីនអោយមិត្តឯងទៅជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំក៏រៀបចំអីវ៉ាន់ មកជាមួយនឹងគាត់មកលុះដល់ខ្ញុំឡើងឡានកាលនោះឡាននៅក្នុងក្លៀងនោះគឺឡានឡាំបតាដែលមានហុំគ្លុបជិតហើយខ្ញុំឃើញថាពេលដែលឡើងទៅលើឡាំបតានោះមានគ្នា 4 នាក់រួមទាំងខ្ញុំផងមានមិត្តយីនមិត្តលឿនហើយនឹងមិត្តនួនហើយខ្ញុំនៅអង្គុយខាងក្រោយគេនោះក្រោយមកដល់មកស្ពានជួយជាងវ៉ាក្រោមស្ពានជួយជាងវ៉ាដែលជាកន្លែងងងឹតឡាននោះក៏ឈប់ពេលនោះគេបើកសន្ទះឡានខាងក្រោយមកគេភ្ជួងខ្ញុំហើយគេចាប់គេចងមុខតែម្ដងបាទរួចហើយគេដោះអាវដោះខោ ខ្ញុំចេញអស់ពីខ្លួនហើយគេដាក់ខ្ញុំឈរដោយឡែកមួយសន្ទុះក្រោយមកឡាននោះក៏ចេញទៅស្រាប់តែខ្ញុំពុំដឹងអ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះមិនដឹងជាគេចាំមិនទេគេដោះកម្មាខ្ញុំគេចងមុខរួចហើយក៏គេចាប់ខ្ញុំបោះទៅលើឡានមួយទៀតគេបណ្ដើរខ្ញុំចេញបន្តិចមកគេចាប់ដាក់លើឡានមួយទៀតបាទ ដល់ពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំដាក់លើឡានមួយនៅទៀតខ្ញុំមានការរន្ធត់ណាស់ហើយរហូតដល់គេបោះអ្នក 2-3 នាក់ទៅលើឡានទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមើលគេអត់ឃើញដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភរហូតលុះដល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមក ទើបមានឈប់ឡានមួយផ្លេតប្រហែលជា 4 នាទី ឬ 3 នាទី ហើយឡាននោះក៏បន្តទៅប្រហែលជា 10 នាទី ទៀត ទើបដល់ទៅកន្លែង រួចហើយក៏គេបោះខ្ញុំមកខាងក្រោមមក ពេលនោះចំណងដៃខ្ញុំនៅជាប់ដដែល ភ្នែកខ្ញុំនៅតែងងឹត ចងមើលដដែល ហើយក៏គេបោះខ្ញុំចេញផុត ទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាទៅទីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាទេដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដែលគេខុតខ្លួនគេក៏គេឃុំខ្លួនខ្ញុំនោះទើបគេដាក់ខ្នោះជើងរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំបានចាំពំបាន
ដោយក្តីរន្ធត់ក្នុងចិត្តនៅពេលខ្ញុំចាំអ្វីមិនបានទាំងអស់រួចហើយគេស្រាយមុខខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងទិសតំបន់កន្លែងណាជាកន្លែងណាទេសូមជម្រាបលោកប្រធាន Lúc thời ban chỉ chạp nứng lúc một trăm ngày khai năm là mặt lọt đi mình đi nhóm chim riêng bà xa lúc thiên nhóm trăm bàn tay bà hai chỉ năm chất sắp ra mùi lúc thời ban kia chạp dược từ khung khen nứng ở rẻ pil ប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែដែរនៅទីនោះសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងនោះខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃទី 2 គឺគេហៅខ្ញុំទៅសួរចម្លើយហើយបានគេធ្វើទៅរនកម្មខ្ញុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយខ្ញុំប្រកែកថាខ្ញុំយកអង្គពីឃ្លាំងដើម្បីបម្រើក្នុងអង្គភាពរហូតដល់គេគៀបខ្ញុំសួរថាឯងបានខុបខិតជាមួយនឹងអាយីណាលឿនហើយនឹងអានួនយងក ឲ្យខ្មាំងមែនទេខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំជានារសាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតែឆ្លើយដដែលអញ្ចឹងគេវាយខ្ញុំទៀតវាយខ្ញុំលើកទី1នឹងឯងដែលខ្ញុំត្រូវសន្លប់ដោយវាយពុំដឹងជីដាល់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំល្ងិតមុខចောင်းមុខខ្ញុំជាតិឲ្យខ្ញុំអត់គល់ថាគេវាយនឹងដំបងឬក៏វាយនឹងអីអត់ដឹង ដូច្នេះវាយនៅតិចខាងស្វែងរបស់ខ្ញុំនេះមួយដៃហើយនៅពេលនោះខ្ញុំងើបមកវិញហាក់បីដូចជាមានរបស់អីរឹងមួយត្រូវខ្ញុំមួយទៀតបាទខ្ញុំដួលសន្លប់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីរហូតដល់គេយកទៅកន្លែងឃុំឃាំងវិញយើងចង់ដឹងថាចាប់ពីពេលដែលគេចាប់ទៅតដល់កន្លែងឃុំឃាំងនឹងការសួរចម្លើយដែលមានការប្រើអំពើហិង្សាដែលលោកនិយាយមិញថាប្រើទរណកម្មនេះ ចាប់ពីពេលនោះរហូតដល់ពេលលោកចេញត្រឡប់មកវិញអស់រយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានលោកឆ្លើយសំណួរឲ្យត្រូវនឹងសំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅនៅកន្លែងឃុំឃាំងនឹងធ្វើទរណកម្មនោះបើខ្ញុំស្មានប្រមាណជា 3 ខែឬក៏ក្រោម3 ខែអំឡុងពេលដែលលោកទៅជាប់នៅទីនោះតើលោកត្រូវបានបុគ្គលិកនៅទីនោះគេបានដោះកណាត់រុំមុខលោកចេញដែរឬទេ ឬក៏គេរួមមុខលោកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរយៈពេល3ខែនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលគេធ្វើការពេលដែលគេចូលទៅដាក់ក្នុងឃុំឃាំងគឺគេស្រាយមុខហើយគេដាក់ខ្នោះជើងយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេស្រាយមុខយើងចេញ គេពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំយកលំមក់ខ្លួនឯងទៅចោលទើបគេចងមុខខ្ញុំហើយគេដោះខ្នោះជើងខ្ញុំមកជើងហៀងចងខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំកាន់ខ្នោះកាន់លំមក់មកជើងហៀងយកទៅចាក់ចោលរហូតដល់គេដល់កន្លែងចាក់ហើយបានគេស្រាយមុខខ្ញុំចាក់រួចហើយបាន
nệ dìa mọi kì nó kì ai chôm đi cặp lông màn lông pin lông đầy miên từng hôm và hai chìa có mùi tắc tớ bụng bên tắc đứa tớ mà mẹ tớ tam kì pra rồi hỏi kì chọn một nhóm hỏi kì bánh đá chôn một cái lấy đàm vinh xong chung điệp rung xác đó kì lúc chăm thế cái này là cái chập lúc từ không khang nắng thì mũi nơi cái này ná cái này là biệt cái này là không khang nắng chỉ ở kia không khang rùm thấm rồi có chỉ ở kia tồi tế hay ở kia nó thường bây giờ vay đá ở cái này và tục không khang lúc nắng xong chung điệp lúc bật thiến chung ba phong chạm bàn thả kia nó có sang ở bìa vậy thì có vấn đề khi ông ai chăm bàn thả nơi bẩn tục để khi ông bà chụp cứ chụp tại anh mà nè hơi chỉnh chiêng cái đá nơi kiên càng cầu cái non khi ông phải cần tượng máu cứ thamò nơi chụp nơi chung vinh cái này để không khôn khi ông cứ miên để khi ông mà nè cuộn xong chung điệp và xa lộ bất thiền à kì ắc lại bật tục khum khang lục nó thum đi hai tụm hôm hai pa na đẻ hai chi sầm nong thơ thmấy đi co chi sầm nong cha sôm chim riệp pra sa lục bất thiên nơ pê đai khum bạn mơ khơi sthanapheap đai khum bạn chụp nó cứ từng hôm mình hô pi mà mệt thì hãy chứng yên hãy hạ bệ đôi chỉ khi nhom nức hơi than nơi lừa cả ba bọc nhom nô cứ sano mà nô đà lang cho chỉ nhược nhược giống chim riệp lục xa để bán đằng nơi ông long pi để chụp không khang nâng ra lục miền bàn đằng thà nè chụp không khang xây chết miền chấm luôn chả nên nơi tin nô chim riệp bờ sa lục bát thiên cả khung khiêng khluôn mà nô nơi cái lái nô khi ông bom bàn khơi để đòi lưu sô tại sầm lên ngô hay nương từng lên sài tại vân nọc đòi khi ông bom ai miền sệt còng mưa cứ còng ngơ mưa sợ mưa chuyền sẽ làm cứ bom đài miền để chim riệp bờ sa cái lái này không khang lục nó cứ nơi to đấy rồi còn nơi chọn tì muối rồi còn chọn tì pí trong sông chim riệp bờ sa lục bờ thiên tam đệ khi ông chạm bàn bà hai chia chân cào ông pro nơi pê đại kê bản đà khi ông chọn một khi ông tranh nơi pê dục ấy khi nhóm đăng bàn thả khi nhóm cho bàn bay chừng hiền hay khi nhóm chụp bụp chương đu bay các bài chừng cuồng nó cứ nộp tựa đầy thì mà khi nhóm bàn xe màn nên đó khi nhóm đăng để chia rõm chương bọc nhóm để khi nhóm đà cho mình lục bàn chay lời tha lục thử âm long phê này ca chuột không khang rồi phê xua dầm lời ruột những cái bàn bà chanh lục mà ao chị chuẩn đau nâng cứ miên tầm hôm cả là mai đi cơ tầm hôm cả là kha mùi mai đại ca pi nực nông pi bình đăng đập lục lục bàn này dễ tha cái ao lục chị chuẩn đau sớm đẹp đầm chết nông mùi dục bầy cùng chấm lời pi ní ta mùi na trầm trừ chi chỉ đơn đau đầm bay đầm chi không bị dục bay cúm rứ coi chi chỉ đơn đau từ tam tâm hùng đại lục ban thì dễ ở ban mình ní miền ca prai prul kha thum kha tội ní đói mình đắng tha pi mù là hết nơi cá ao chi chỉ đơn đau ní xong chấm riệp bờ sa lục bờ thiền
nơi pê đại kê oi khiom tê chi rần đào nô cư nị diêm vi prap tha rần đào nê cư rần đào đàm chê có vần tay dương khiom bát phụng bán đàm tê chê nô khân đà bán đà chi tế chi nô có ọt bán miên pê và lia chi thang ngày đà cư pê dục bán kê oi khiom bát chanh tê chi lúc tranh tài chi chúng ta về dục nấn cứ nơi trong loại khang na tư na nơi cả lại đại lục chọc khung khèn sông chim rìa bờ xa lô bờ thiên nơi về đại kê dục nhom tài chi nô về nô cứ khiom bùng đăng thả cái ao từ cái lai na từ cái lai na thế có vấn đề khiom ai chăm ban thả nơi pe để cái chọn một khiom hai cái vấn đề tranh vì cái lai không khiang nốt cứ miên được dịp pe về để bậc khiom pan saman mới và hai chỉ bị đọc pram nửa tí từ một phi nửa tí bạn đòi cái lai có vấn đề nơi pe để cho mà đòi chân sma hỏi cứ khiom bạn xong chim rìa bờ xa thả nơi bên nó cái tiền ở trong nghĩa về ngày bên na khác cái tiền ở trong nghĩa sẽ đàm tại cả đà nó đôi trong chùm riệp và xa lục bạch thiên bị kháng đàm miền địa bên bị đọc pram ni tì tơ một phơi ni tì lục tam lục là gì những bạn đây thà thì mỗi ca đại bạch tranh lục từ cái đó mới thưa ca chỉ đơn đau nắng cứ bạch tranh là về dục hay thì phí cứ ca bài tranh ní miền tiền chọn mục do cần nạt chọn mục phòng hay thì bấy cứ ca chạy tranh pi cái này nốt từ cái này chỉ đòn đào nướng thật đào chồng ngay phơi nướng cứ đào đào pi với lia hồ đào từ đập ram để tì nó mặn đào chân men tí bật men này tiền nơi khôn ông làm long pê để lục luôn nơi nước để bay khai địa pê về đấy ta lục ban vì nứt nơi tết tập hiệp được các bạn khơi nơi tết tết tập hiệp ở bay khla đôi khi ở kia nơi ti cả lại nó hòa về miền ở kia miền sầm nong ở bay khla nơi trung vinh nơi ti cả lại để lục trời không khang nổ sông chim rìa bờ xa lục bạch thiên nơi pê thằng ngày khiom bát bùm đá ban ở vây cầu ông pi nơi gần lại không khiêng tại ai như thế khiom bùm đằng thả gần lại nà chỉ gần lại nà khiom mặt đằng gần tại chừng khiom ở mưa từ lư cả ba lần này đằng thả nơi lư cả ba bọc khiom bọc phạt cả ba nữa cứ chỉ xi măng hay nó càng cõi bọc nhom kia chiên chiên cái đá đợi bệt chết bập phát các ba chẳng mấy về để lục cho tới bập phát các ba đứa có lục cùi tới vì thì ra à đã bôi khang lớn nó bị bập phát các ba lục lục như vậy bập phát các ba lắm mà này tha khang lớn nó vì để lục cùi tới bập phát các ba đứa có lục ngược cho tới bập phát các ba lục cứ nơi pe để khiom bàn ngược chồ mình bàn óc luôn để chua các bạn chẳng bàn đây tha cái này để tiếp tục khung khang lục đứng thì mũi cứ việc tối thì pí cứ việc hàng tập hàng lớn nước tiệp và đây tha có bố tại các bạn mà nô đi rồi có pe để lục ngược tức là anh bắt các bạn phong và thân chia lục mình ao các bạn mình tay nhau anh chẳng men đi cọt men hơi tiền khang lứa này tập bộ khang lứa nó bị chia thmó đấy có chữ cứ chia thmó tiền
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតឡាការថាសំណួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតសួរថាទីកន្លែងនោះលោកស្គាល់ទេជាទីកន្លែងអីគេហៅអីទៅកន្លែងដែលលោកត្រូវគេឃុំឃាំងនៅជំនាន់នោះ 3 ខែហ្នឹងលោកដឹងថាកន្លែងនោះគេហៅកន្លែងអីទេ កាលពីមុនមកខ្ញុំបាទអត់ស្គាល់មែនកន្លែងនោះតែក្រោយមកមានឆ្មាំដែលនៅយាមនៅនោះពីរនាក់ដែលវានិយាយគ្នាទើបបានខ្ញុំដឹងថាជាសាលាទួលស្លែងគេហៅថាសាលាទួលស្លែងដោយមូលហេតុអីដោយមានអ្នកឆ្មាំម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនអាចស្គាល់បាន គេនិយាយខាងក្រៅល្អូល្អូតាយប់មិញយកម្លានមកអាចអត់បានដេកទាំងអស់បាទដល់ក្រោយមកទៀតអាមួយនោះថាណែហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះតែចេះឯងគេថាទួលស្លែងនេះឲ្យតែមកហើយលំបាកទាំងឯងបាក់ទៅបាក់ទាំងមិត្តឯងលំបាកទាំងខ្ញុំមកគ្នានេះឯង ខ្ញុំស្ដាប់បានសំឡេងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចស្គាល់បានថាជាសាលាទួលស្លែងក្រោយពេលចិត្តសម្បួនតើលោកបានចូលទៅពិនិត្យមើលកន្លែងទួលស្លែងដែរឬទេគុកទួលស្លែងយ៉ាងដែរឬទេ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅក្រោយដែលរំដោះឆ្នាំ 79 មកនេះរហូតដល់ពេលដែលកើតសាលាជំនុំជំរះនេះមកគឺខ្ញុំបានមកម្ដងគួតដោយការរៀបចំអាគារកន្លែងដែលកើតហេតុនោះរៀបចំរួចហើយខុសបំនឹងពី ដើមមុនបាត់ហើយយ៉ាងខ្ញុំមិនអាចចាំបានដោយចឹងលោកធ្លាប់បានចូលទៅមកមើលកន្លែង ទួលស្លែងម្ដងនៅក្រោយឆ្នាំ 79 ប៉ុន្តែចំណាំនៅកន្លែងដែលឃុំឃាំងលោកនឹងអត់បានទេដោយសារមានការរៀបចំជាថ្មីមានការប្រែប្រួលនៅទីកន្លែងដែលឃុំឃាំងលោកអញ្ចឹងមែនទេលោកចង់និយាយមិញនេះពិតប្រកបដែរលោកប្រធាន ឥឡូវត្រឡប់ក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលគេចាប់បញ្ជូនលោកមកដល់ដំបូងពេលដែលចូលទៅមុននឹងចូលទៅឃុំឃាំងហ្នឹងតើគេបានប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពអ្វីខ្លះចំពោះលោកមុននឹងរុញលោកមកចូលទៅក្នុងអាគារនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះ សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅដល់ទីកន្លែងនោះគឺនៅយប់ទី1ហ្នឹងគឺគេអត់មានសួរខ្ញុំអ្វីទាំងអស់គេគ្រាន់តែបណ្ដើខ្ញុំយកទៅដាក់កន្លែងឃុំឃាំងតែប៉ុណ្ណោះ គេមានបានធ្វើការសួរសម្ភាសជាមួយលោកអំពីជីវប្រវត្តិអំពីទីលំនៅឪពុកម្ដាយមុខរបរអីអញ្ចឹងទេពេលដែលលោកចូលមកដល់ភ្លាមឬមួយក៏មកដល់ភ្លាមគេរុញលោកទៅដាក់ឃុំឃាំងតែម្ដង
Som chumriep prasa lu prathean. Nea pe da khnyom ban teu dol phliem ke pum ban su avai teang oh. Krau ampi ke ruñ teu dak kanlaing khum khiang noh te. Ke ban thot rup lok dai te. Som chumriep prasa lu prathean pe noh khnyom ot dang dae pro. នៅពេលដែលគាត់ឃើញមានគេថតគេអីផងនៅពេលដែលគេចង់មកខ្ញុំជឿប៉ណ្ណឹងគេថតនឹងអន់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចុះសំលៀកបំពាក់លោកស្លៀកពាក់មកដែលពេលគេចាប់ឡងពេលចាប់ហ្នឹងលោកស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលកំឡុងដែលពេលគេចាប់ខ្ញុំបាទមកពី អង្គភាពមកគឺខ្ញុំបាទស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅហើយនឹងបង់កកម៉ាចុះអំឡុងពេលគេឃុំខ្លួនលោកតើលោកស្លៀកសំលៀកបំពាក់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយក្រមានៅឯណាក៏ប្រើក្រមានោះលោកមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ទេអំឡុងពេលដែលគេឃុំឃាំងលោក Som chumriep prasa lu prathean. Nea pel dael ke chap khnyom nea krom spien yue chung va pel no ke doh kama bop khnyom nung chong mok khnyom hai. Ksae ke pseng ke chong dai khnyom tae pel no ke doh ao doh oi oh. Khao oi ka ke srat oh dael. Som chumriep prasa prathean nea klay nung. Chang man đây thà pì đã kì mà đo rồi nhìn lục mà đo chỗ không khang nắng lục mình miền cái đo tâm địa bẩm bẹ về anh chành hơi hay có má có cái đo mà dọc mà tròn mục chẳng lục nó sẽ ấy tứ chim riệp bờ xa lục bờ thiên khi ông nơi tại khâu khay hay nâng ao dư để khi ông thưa ca phần Lúc này dì mình thà kê nôm lúc tới xua châm lời Xùm nua xua thà ta ca xua châm lời nâng phà màn đòn Hơi là biếp nông ca nôm dược tới xua châm lời Nếu kì bà phật tư giang đôi mà đạch đáy châm phút lúc Xùm châm riêp lúc bà xa Ê ca xua châm lời Cứ đôi nhóm châm riêp bà xa lúc tì mùi Bạn châm riêp sạp hỏi thà tí muối kê xua ông pi nhóm bàn thua ca cho mùi nâng mệt dinh hay nâng mệt lươn Vì gọt xua chân nghe xùm nô xua tha kê nôm lúc ta xua châm lái bảo màn đòn Khăn nồng lòng pê chập để khung khang lúc nông Như riêng rưu bà xa cứ pi đòn Xua nơi cần lấy đây kê khung khang lúc Rưu có cái nôm lúc ta xua nơ gần lại xình Xong chim riêng bà xa Nơ bê đà Kì xua chim lại bọc nhóm Cứ kì chong mục nhóm hói Bạn kì đắc nhóm chênh Bạn đà nhóm chênh Tiếng chương Chượp khó nó mà chim hiến hói Đài chượp chim non Hói ỏi đài nhóm mà chim hiến Đài chượp chim non nữa Ôi kì dù ở nhóm dù ở khăn nọ để chụp trường nâng đà ở tàu hơi nơ bê đại đoàn đầy riêp hơi nó kì ô nhóm tàu bọc trong bàn xa màn mơ chia rượp chì chừng hiên và hai chì xam sập chừng hiên rồi hơi bàn kì tượt nhóm cụp lơ nhóm ở trường tàu nhóm đù lụt chừng quân nó kì xù hơi kì vái đòm nhóm xù chừng lời tàu hơi nhóm có giá lọp bạch tàu ông long pê cái xua chậm lại lục nâng cái miệng đặt khăn nọ lục thế à đọt khăn nọ hả khăn nọ trường mấy đọt nơi mình chụp hiền ta mấy cái miệng đặt khăn nọ trường bình đại tí hơi khăn nọ đáy cái đọt đại tí đi còn nơi tận đài hơi cần đặt rụm mục tục tận đáy đi còn cái đọt chỉnh
ខ្ញុំហើយគេទឹកខ្ញុំដួលនោះគឺខ្នោះគឺគេអត់ដាក់ទៀតទេហើយដៃរបស់ខ្ញុំគេចងទៅក្រោយរបៀបនេះហើយដៃខ្ញុំមកជាងហៀងដែលខ្ញុំកាន់ខ្នោះជើងខាងស្ដាំនេះគឺខ្ញុំកាន់ដល់ដែលពេលដែលគេទឹកដួលទៅបានគឺខ្ញុំដួលដួលជង្គង់ទៅទេគេហើយគេនៅតែចងមុខខ្ញុំដដែលគេអត់ស្រាយមុខខ្ញុំទេសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានដល់ក្រុមនេះ អ្នកសួរចម្លើយលោកនឹងមានប្រមាណអ្នកសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានបើខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងពុំច្បាស់ទេនោះខ្ញុំអាចដឹងថានៅគៀនខ្ញុំមានមួយអ្នកហើយនៅខាងមុខខ្ញុំមានម្នាក់ដែលសួរខ្ញុំ ហើយកន្លែងសួរចម្លើយនេះមានប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែរដែលលោកបានដឹង ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានរឿងឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ការសួរចម្លើយនោះខ្ញុំមើលពុំឃើញទេហើយក៏ខ្ញុំក្តាប់មិនបានដែរ ចុះលោកថាគេវាយ លោកនឹងថាគេវាយនឹងឧបករណ៍អ្វីទៅ សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលគេវាយខ្ញុំដឹងមុនដំបងប្រហែលជាដាល់ខ្ញុំគុំទៅជៀកខាងឆ្វេងហើយខ្ញុំដួលងើបមកវិញត្រូវទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវជាដំបងធំឬក៏តូចយ៉ាងម៉េចទេគឺខ្ញុំសន្លប់បាត់ទៅ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដែលជាប់ឃុំឃាំងគេដាក់ឃុំឃាំងលោកតើគេដាក់ខ្នោះជើងទាំងខ្នោះដៃឬក៏ដាក់តែខ្នោះជើងទេហើយខ្នោះដៃ មិនដាក់ឬក៏មិនចងសេកលោកទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះ សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលគេដាក់កន្លែងខ្ញុំឃុំឃាំងនោះ គឺចំណងដៃរបស់ខ្ញុំគឺគេស្រាយពធូទេ ហើយ ជើងគឺជាប់ខ្នោះដដែលគឺគេពធូតែដៃទេតែជើងនៅជាប់ខ្នោះដដែលអញ្ចឹងបានក្តីថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរយៈពេលឃុំឃាំងហ្នឹងគឺគេដាក់ទាំងខ្នោះជើងហើយទាំងចងស្លាប់សេកដៃហ្នឹងគឺជាប់ចងស្លាប់សេកប៉ុន្តែគ្រាន់តែពធូមិនបានដោះលែងទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងមែនទេ ពេលប្រកាសចឹងមានហើយប្រធានចុះរបបអាហារហូបចុកយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនោះកន្លែងឃុំឃាំងលោកនោះគេផ្ដល់គ្រប់គុំឲ្យយ៉ាងម៉េចរបបអាហារចំពោះអាហារខ្ញុំសូមជម្រាបប្រធានថា ក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យបាយដែលមានអង្គរដែលបបរនោះដែលមានអង្គរខ្លះទៅក៏គឹកច្រើនទៅខ្លះទៅក៏អង្គរនោះតិចទៅបាទណានោះបបរនោះក៏រឹងក្រឿនទៅនេះសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកធាន អញ្ចឹងរបបដែលគេគ្រប់គុំក្នុងពេលឃុំខាំងហ្នឹងគឺហូបបបរប៉ុន្តែបបរខ្លះពេលខ្លះបបរខាប់ទៅពេលខ្លះបបររាវអញ្ចឹងមែនទេឬក៏ហូបបាយពេលវិរឹកបាយវិញសូមជម្រាបប្រសាសន៍ប្រធានតិចណាស់
mình đại ban khơi giờ miền bài đó là ai thì bỏ riêng rừng ấy khơi miền miền sầm lo tí đó là sầm lo ai hộp cho mỗi bài cho mỗi bò đại được tí ព្រះប្រសាទលោកប្រធានរឿងមហោបគឺមិនមានទេគឺបានបើសិនណាតើបបរនឹងបានល្ហែមល្ហែមតែប៉ុណ្ណោះហើយបាតនាក៏ឃើញត្រីរៀលនឹងប៉ិនមេដាយដាក់ពីលើចាននឹងតែប៉ុណ្ណោះទេទេ cái đòi ơi bò bò rồi có bò bò khắp bò bò riêng về khla miền bài nó cái hộp cục cuan thế rồi có là bò nó phải phần màn xong chim rìa bờ xa lục bờ thiên đòi trăng ha nông ca hộp nở cái lại nô cứ mình hù pi mùi chan chừng cả thế bờ bò riếu ban mùi cà để bờ bò khạp tới ban mùi chan chỉ cần mấy ban chiến lục cho loi tha bò riếu nâng ban mùi cá ban đây tha kỳ đạ đùa đạ cá hay do mà chạy ơi lục hố bơi coi rằng mấy ban chiến lục ăn tha bò riếu mùi cà nông cá đu bò bò riêu mùi cá nó cứ vì miền chiết tực tràn chiêng bằng cò mà bàn tràn đó bên là để bàn bò bò rừng nó cứ vì tịch để tràn chừng cả nhưng chẳng đăng tha về để tự tuôn bò bò để lục ăn tham mùi cá này cái đặt mùi cá à và đập tực đòn tực phật nâng á thừa bị đi ra nâng á mùi cá nâng ôi một lục tại mà đón rư co cái đại chàn tới lục sman thá mùi chàn nắng việc và hai chi mùi cà cứ mùi cà nó cứ ở bàn pin mùi cà thế rồi chúng điều vật thiên cơ là thầm tạc cà đấy tại là cả là cà nó thì nên có bò riêu cho cả ngủ tực tớ cái ơi lục miền cả ngủ tực đây thì tí hay ngủ tực nắng buổi ngày và màn đón hay chặt chẽ cả ngủ tực nắng giang được mà đây xong chim rìa bờ xa lục bờ thiên ba nhà mùi tực này cứ chỉ tu tớ bấm đại bàn nhược nhược tê tăng việc nhom tớ được cái này nô cứ bàn pi đòn đòi ra nhóm tranh từ thua ca rồi tới miền tực rồi tam bảy bảy biên bảy rồi tới nhóm chơi tại đòn liệp luôn rồi thế nhóm chim liệp phát xa được lấy chẳng được không lòng phê lại lục cho không khang nắng khi ở bàn ao lục ngụt tực thì chẳng mệt thế tiếng ngụt được không một túp rồi có nòm ngụt được cái cứ ở miền thì bất cát chẳng miền này từ lọc cầu tinh lục lục trăm mấy lục kịch mới tha ta lục từ ban kia bị chun châu từ khnông cái lại được từ khung khang lục nứng kia bị châu từ chợ tam tư khang ná chúng rìa từ xa lục bờ thiên nếu bên nó cứ nhom bấm đằng ta chồi chọ na ở chọ na trong mặt đằng này prof bên nó mục có tròn trước làn có bật chết zoom chim điệp bơ sa nó lấy cái này cho bên lục chênh mộc bính tớ lục chạ chênh pi cái này nó đời rượu biệp nà
hệt phò là mấy bàn chìa lục trợ bàn chạy tranh bì tì nụ. Xong chùm riêng bà lục bà xa, nợ bê đài khiêm bàn, bàn chênh, nợ bê nụ, cứ khiêm có bấm răng thả, kì cực khư nhàng mạch, hỏi kì nhàng mạch ở khiêm mặt đằng đá có bàn tay. Nước bê đây cái áo trong chanh nó có nông lòng bê đôi cái thua đôi cái hào trong vô từ pra từ thua ca nghĩa đá có bản thế kì bản đà nhóm mó tay nó chướng cái đó chanh rồi hỏi cái chong mục nhóm đó đá đầy nhóm cái chong chia thơm đá nước bê đây nhóm chanh có bản thế với khóc lại ta cái đó nó chướng nhóm chanh hỏi cái chong đầy nhóm chướp từ vĩnh hỏi kì bản đà nhóm chanh mà vinh hỏi kì lực bỏ từ lư làn tại bản đồng miền tròn mục thế về đây kì bỏ lư làn về lại bà chanh ní xong chim riêng bà xa lục bà thiên nơ bê nô cứ kì tròn mục nhóm đã đá đôi từ kì ỏi nhóm từ chạ lư muộn đôi khí anh chẳng hay cái về cái thưa nó về giúp được cái về thằng ấy xong chim rìa prasa lục bát thiền nó về giúp hay cái đặc lục do từ ao cho nó cái này nè xong chim rìa bờ xa rừng tì tăng để cho nó nhóm bàn bùm bàn đăng cho bà thì nơi bê đè kê tình liệu nhóm cho nó cứ cái này nó cứ miên hiệp ngô nghệt hay bê đè kê sai mục nhóm hay kê thiện được nhóm cho mò nó cứ bà nhóm chi bà sân na ta nhóm mình lịch thì hay nhóm có chạm bùm bàn đá bà nhóm bàn xa màn mơ để lập bươn làn để bà để nhóm nơi nông làn đó. Bà hai chi mà pram đó pram như tí rồi hỏi cái chọc làn đó cái sài mục nhóm cái thiện nhóm tình liệu mà làn nó có tranh bạc tờ cho chùm non đáy để cái chọn thua mình bê nó chấm non đáy cứ kì bật thù hỡi kì bật thù ta chấm non đáy thì tại nhóm đối tác nhóm bàn bàn này tại vì ọt sài phật bị đáy thì tại cõi máu cứ miền một nụ pi niệm bằng một tô mò đục nhóm tàu từ to từ tiền đục lục do từ đạn nơi cái này là xong chim rìa bờ xa lục bát thiên nơi pê đè pi niệm đè một sợi chim non nhom hơi đục nhom bờ to tiếng khôn tổ tê hơi nâng khâu khay nô nhom bấm đằng thả manu nô chi niệm na hơi nhom có mình đại skull manu nô phong tổ riêng chim na phong hơi nhom có mình sợi skull đè rồi pê đè đập nhom từ vel nơi tì cong không pê nứng sắp tới trong hạ bệ đôi chỉ nực khơi cần lại mui để trong chập rắm hai chỉ start trong biển chui trong và start chả nên bà tam trong bàn chỉ nằm bán cứ tại chu nô thấy bàn trong hạ bệ đôi chỉ khơi mật yểm đại chi bậc thiên ông gặp hiệp tổ tu bẩn tục pì mệt gìn mình đăng ấy còn mình đăng khi mà đăng đại có vấn đề kỳ ban mình chi ở niệm một tô nữa đục nhom mò ra rồi tè phương sầm rồng tiếng giúp nương lúc đó đục đó ra sầm rồng khi ông có đăng thả cái này nô
thu ơi gặp nhom mắt đằng đè có sập tại bàn tay nơi bề đè nhom tự đo ra sầm rồng nốt nhom hạ bảy đôi chỉ khơi nhờ sờ than ập hiệp mùi cần lại nốt hạ bảy đôi chỉ cần lại đè pu cả sĩ cam kỳ thu có thao đuổi hỏi các nhom kỳ tục nhom nơi nương tờ chạy đón nhom tiền khôn từ ti hay nương khâu lấy đã đài nương hạ bảy đôi chỉ nhom miền sưa mệt mình nè để thợ sưa khôn nè nương kỳ ao khâu nhom hay nương ao nhom từng dục nương nhom phà từ cơ sâm ra đại đôi lại bị khôn nè từ cứ được nhom chạm bàn đôi lại bên này xong bây giờ lục vật thiên hãy chia bắt đầu tiết lục từ thu đâm nào từ khẳng ná từ ruột nơi tì ná xong chúm riêng lục bà sạc lục bà thiên nơi bê đại khiêm bàn ruột nơi nơi khăn ông cạ sĩ thàn thu sco nó cứ nơi bê đại khiêm xâm rã dục đại khiêm tự đoàn nó cứ khiêm xâm rã cứ khiêm mình hiền gì ấy từng ọc hỏi các nhóm xem ra đại bị kê bị chăng ai bị kê tại trong rong chịu mùi khné các nhóm đại chăng ai bị kê nếu pe là bực lang ban nhóm sờ cho bà thả mệt yếm nấy kê từ ao rum các nhóm kê thả mệt ấy cứ mò co sang khuôn xa chỉ thay mây mà đòn tiệt hỏi công từ tám mệt yin hỏi đường tám mệt lươn mệt nuôn đại chỉ khăm ăn luôn. Hỡi mệt anh nếu bây đại mệt anh một đòn cái này nè mệt anh không thưa cả. Hỡi cọ bàn cầm riem khiom thả. Cọ bàn nè ná cứ sợ nè nụ. À vậy đại on ca nè dây prap mệt anh cứ mệt anh mình bàn nè dây to từ tiệt tê. Cọ bàn nè ná cứ sợ nè nụ. Đối cho nè hỡi aram bao nhiêu khiom chấp ta pì kê nè dây rừng nô mó cứ khiom mình thì dây xung quay tại nơi chúng mua khnề này dây chúng mua khnề cái xu nương bị rương ơi cứ nhom mình khoal bị rương ơi từng ở cứ nhom cất tại bị rương càng nghe đại kỳ bậc quan càng nghe ở thưa là hốt đòn một năm trong thưa ca nên nó không được dẹp bề,ประมาณ chỉ một năm đại kỳ ở nhom nứng rộ ở đầm bay ngầu thân ở hỏi kỳ cầm nát ở nhom tiết hả nong thân ót bay tiệt, à, pi nẹt khnề bổ mùi nẹt, nè, pi nẹt thân ót bổ mùi tiệt nè, thư mách mệt ánh rộ ó đột ỏi bàn, tại bờ sân na mệt ánh rộ ót bàn tế mệt ánh tổ tu khó trời chụp buông một ông cả, đôi chân này ca ở từng này hỏi bàn gì dựng trong màn khom rồi hốt, đòi khi trong bàn chọc hỏi có mệt yếm nóng khi hào nhóm tự ông của phiêu bình nơi cửa xuống cam mà co của buông phai phân bình đó đá chìa cửa lâu lên của mùi đó đá nữa khi ọt trôi được không ông của phiêu tiết khi bên nó khi ôi nhóm ba nữa nơi đam mây văn nơi mê phương cái hào thả băng mà dạp luôn to từ tiền mà nếu bây giờ như khi ông đam mấy văn hay nâng thua sài thua ơi kì ôi dừng đam đầy văn đấy và nâng khi ông ai chỉ liệt thua sài khi nông mà rai mà ơi chẳng tới khi nông dựa bê mà để khi ông tự ruột nâu nơi đồng bọn bằng mấy giáp nô hay nâng đam mấy văn đồng bây bắt đầu lời ông gặp hiệp đối chân này kì mình bán ôi khi ông tràn khnề thế cứ khi ông ao khi ông đam mấy văn xem rap ông gặp hiệp cái lo cam co cái lo lấy của mùi nó cứ ao đam được khi ông thế hay nó soi pel bản ná cứ ao khi ông vừa sai bắt to bắt tượng đồ hột đồ là bắt lại bắt cá đam bay ao ông gặp hiệp xem rap với xem rap thả gì bỏ cườn bỏ dương nó ao bàn thu thiệt tại bản nông nơi thằng ngày bấm pel khai mẹ gà ra cho năm mà bọn bấm muốn nó chết bấm muốn lúc nơi cái này là hay thứ ấy
sum chum riep prasa lo batien. No pe da yung yom ro no bung mayab, may plung no. Ku yom bat chap chang pi cheng yom pi wat sum rong, ha ra sum rong nito. Ku yom bat chanam mopun bumbun roy, chet sub bumbun, nut ngai ti bumui. Khai makara no. Khom ko man dang hat ka da doi sa khom prang khom ko sang khluon nou ka lai nu mien prachea chuan hai nang kam ko ma chanuon da keut te yo palai pi khom te kat palai yo pi khom mo nu keut prab thang phnom peing jeung ot sruol te lau kam ko tang os khnia nu ke riep ivan triem o hai khom ko ot mien chap arom hai ko khom man sau ye yok chet tuk da som chim riep prasah luk prathean da khom ot ban yok chet tuk da de ku khom kut khom da pi ka ngia ko sang te arom nang samaradai bo khom rohot luh dal ngie mong 5 lang ke te prab tiet tha mich mit aing ot teu ke te khom tha nang teu na bo khom neu te aing khom chao le van no khom som chim riep che srap ta mong 5 kalah lang khom tuk chet te lue ke ngie chang khom da lang mo lue phleu atae phleung đó đa lang mà lư phơi tại phướng khơi làn khang rung chạ rung ơi na chênh bờ xây bờ xa nhóm cho từ vinh nhóm bờ mô lại van khó a của bọc nhóm nữa đa lang mà chạy đón mà đón nâng ông gặp hiệp bọc luôn có khi chênh o hà lính nhóm có ruột là hốt mà đón nâng rung chạ bình cái tụa nâng chân năng chìm rẽ nhóm khơi làn rung chạ kì nóng trong xong đôi xa kì và trong sông đòi xa kế đòi mà vượt đòn tuông mà cái làn kháng mục cái tháng ọt miền sà làng tròn từ tròn từng tê thì có từng ọt kia nó có chọt đà từ hồi làn nó có cái bao trong cho máu cái làn nó cái bao chanh từ phơi chi lấy pram là hột mà hồi khiom đấy có nghệ ngà ấy nơi tại nhớ nghệ ngà bà này เมตวีดำนางឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបាលមីនីក្រុម3ពោះលោកលាចច័ន្ទនឹងនៅក្នុងក្រុម3តើមេតវីក្រុម3នឹងមានឯកសារណាគ្រប់គ្រងដល់ការបណ្ដឹងទាមទាររបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលមីនីរូបនេះដែរទីដោយសារ នៅក្នុងឯកសារដែលមានគឺមានតិចតួចណាស់អំពីឯកសារគាំទ្រដល់ការបដិងទាមទារមូលហេតុនេះហើយបានជាអង្គជំរះធ្វើការកោះអញ្ជើញកំណត់យកដើមនៅរំនេះឈ្មោះលាចច័ន្ទហ្នឹងមកដេញដោលបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជំរះសាលាដំបង តាំងនាមឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីក្រុម3យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសំណួរមួយចំនួនដែលអាចនឹងពន្យល់ឲ្យអង្គសាវនាការទាំងមូលយល់អំពីស្ថានភាពជាក់លាក់ចំពោះជនរងគ្រោះនេះដែលគាត់បានអះអាងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដូច្នេះ ចំពោះឯកសារគឺយើងខ្ញុំមិនមានទេបាទសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីចក្រមតើមានសំណួរអ្វីសួរដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិយោគនេះនៅទីតើមានធំជើញលោកចក្រមធំនេះសូមអរគុណលោកធានលោកឡាយច័ន្ទលោកបានបញ្ជាក់អំណាចមិញហើយថា ត្បូងក៏លោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានដឹងថាទីកន្លែងលោកជាប់ឃុំហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែរយៈកាលក្រោយមកលោកបានលឺអ្នកយាមហ្នឹងជជែកគ្នាណាថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាសាលាទួលស្លែងតើលោកបានស្ដាប់លឺយ៉ាងម៉េចតើសាលាទួលស្លែងអញ្ចឹងឬក៏គុកទួលស្លែង
គឺខ្ញុំបានលឺសំឡេងដែលវាញៀននៅគេញៀនឹងគេនិយាយថាសាលាទួស្លែងអញ្ចឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំមិនបានលឺថាគុកអីទេខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺគេនិយាយអញ្ចឹងក្រៅពីលឺអ្នកយាមពីរនាក់ដែលលោកបានលឺអញ្ចឹងលោកអាចមានស្អីផ្សេងទេដែលសម្គាល់ថាកន្លែងដែលលោកជាប់ឃុំហ្នឹងគឺជា គុកដែលយើងសពថ្ងៃហៅថាគុកទួស្លែងហ្នឹងគឺមន្ទីរស21ហ្នឹងសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទកត់សម្គាល់ថាជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សគឺដោយខ្ញុំបាទបានឮសម្រែកងោហើយនឹងសម្រែកយំ ដែលខ្ញុំបាទមើលពំឃើញជាច្រើននាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនបានលឺសម្លេងធ្ងន់និងសម្លេងស្រែកយំប៉ុន្តែរយៈពេល3ខែដែលលោកជាប់នៅក្នុងលោកដែលបានជួបអ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតដែរ Xong chúm riêng bà xa lô bà thiên nâng bê nô khuyông bạt khám yên xếp ra rây phép nâng đà hay nâng át mơ nịa tô đó tây thiệt tế xong chúm riêng bà xa lô bà thiên xong ổ con lô bà thiên chúm ổ xong ổ lô bà thiên chắc ra mình tâm nô ấy thiệt tế លោកឡាយច័ន្ទតើពេលដែលគេសួរចម្លើយលោកនឹងគេប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលយប់ឬក៏នៅពេលថ្ងៃសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានពេលដែលសួរចម្លើយខ្ញុំបាទពីរដងគឺសិតតែសឹងពេលយប់ទាំងអស់សូមជម្រាបប្រសាសន៍ហើយ គេសួរចម្លើយលោកនៅពេលយប់នឹងប្រហែលម៉ោង៥ដែរហើយគេប្រើសួរម្ដងប្រើចំណាយរយៈពេលប្រហែលម៉ោងសូមជម្រាបប្រសាសន៍នៅពេលដែលគេសួរចម្លើយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបាទឆ្លើយនៅសំណួរគេមួយៗគឺខ្ញុំដឹងបានតែប្រហែលជា 15 នាទីឬក៏20នាទីក៏ខ្ញុំសន្លប់បាត់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងហើយបន្តទៀតអំឡុងពេលគេសួរចម្លើយហ្នឹងគេមានបំភ្លឺកន្លែងសួរចម្លើយទេហើយបានអីបំភ្លឺកន្លែងសួរចម្លើយសូមជម្រាបប្រសាសន៍នៅពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ ព្រោះនៅពេលនោះភ្នែកខ្ញុំគេចង់ល្ងិតរហូតនៅពេលដែលគេនាំចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងមកគឺខ្ញុំល្ងិតភ្នែករហូតសូមជម្រាបប្រសាសន៍ធានអីខ្លីលោកមានលឺសម្លេងអ្វីផ្សេងទៀតទេពេលក្នុងអំឡុងពេលគេសួរចម្លើយពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងមុនពេលសន្លប់តើលោកមានលឺសម្លេងអ្វីដែរឬទេ សូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលមុនខ្ញុំបាទសន្លប់នោះគឺខ្ញុំបាទឮឈើហើយនឹងឮសម្រែកអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលធ្ងោហើយឆ្ងាយពីខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែបើខ្ញុំស្មានមើលប្រហែលជា 5 ទៅ 6 ម៉ែត្រចេញពីខ្លួនឬក៏ 10 ម៉ែត្រតាមខ្ញុំស្ដាប់បានសំឡេងដែលធ្ងោហើយនឹងស្រែកសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធាន មានលឺសំឡេងម៉ាស៊ីនភ្លើងរោខ្លាំងដែរឬទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការនាំលោកទៅសួរចម្លើយដំបងមុនពេលដែលលោកសន្លប់សូមជម្រាបលោកប្រសាសន៍ហាក់បីដូចជាលឺសូរដែលខ្ញុំដឹងជារោសូរសំឡេងឡានឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរព្រោះ ខ្ញុំងងឹតភ្នែកជាចង់មុខបាត់ទៅហើយប្រកាសធាន
ៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកលោកសរសេរដូចនេះថាពេលដែលគេសួរចម្លើយខ្ញុំគឺបិទមុខមិនអោយឃើញពួកវាបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរោយ៉ាងខ្លាំងកុំអោយសំឡេងស្រែកឬធ្វើទរណកម្មឬដល់ខាងក្រៅនេះជាខ្លឹមសារដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកចឹងហើយបានជាយើងសួរសំណួរនេះឲ្យបានជាក់លាក់ឥឡូវនេះសូមបកគលវេទិកានេះជូនទៅខាងសហប្រញ្ញាតើសហប្រញ្ញាមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរូបនេះដែរឬទេបើមានធម៌អញ្ជើញអរគុណលោកវិធានលោកលាច័ន្ទលោកបច្ចៈមកមើលតើលោកធ្លាប់ស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញទេមុនពេលចាប់ខ្លួនសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកវិធានខ្ញុំបាទស្គាល់ដែរទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែច្រកលហកលហេវឯណាឯខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាកម្មករក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺខ្ញុំបាទទើបតែនឹងមកអំពីសមរភូមិដែលខ្ញុំបាទរបួសហើយយើងខ្ញុំបាទបានមករស់នៅនឹងទួលគោកហើយទួលគោកនោះក៏នៅមិនបានយូរដែរដោយអង្គភាពខ្ញុំនឹងគេឲ្យទៅត្រៀបនៅរៀបឃ្លាំងនៅកលោលេខ6ដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់បានតែកលោលេខ6ហើយនឹងមកទួលគោកវិញហើយទួលគោកនោះខ្ញុំចាំបានតែអង្គតែនទួលទាស់ពីដើមទេសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោករាជអាជ្ញាអរគុណអំបលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលលោកជិះឡំបតាមនឹងគូកនរបស់លោកមកដល់អដែងស្គុលស្ពានជ្រោយចង្វាលោកត្រូវចុះពីឡំបតានោះហើយគេចងមុខនិងចងដៃខ្លួនបោះទៅលើឡានពីកន្លែងឡានពីកន្លែងដែលគូស្ពានជ្រោយចង្វាមកកន្លែងឃុំឃាំងធ្វើដំណើររយៈពេលប៉ុន្មានខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានប្រហែលជាពី15នាទីទៅ20នាទីព្រោះទីក្រុងកាលនោះទីក្រុងស្ងាត់អត់សូវមានឡានដូចពេលបច្ចុប្បន្នទេឡាននោះបត់ចូលមកភ្នំពេញឬចេញពីភ្នំពេញសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចងមុខគេបោះទៅលើឡានគឺគេឃ្លុំចិត្តហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេទៅឯណាមកឯណាខ្ញុំមិនដឹងដែរសូមជម្រាបលោកប្រញ្ញាឡាននោះបែរមុខទៅខាងណាជាស្រេចហើយសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោករាជអាជ្ញានៅពេលដែលគេច្បាចងខ្ញុំបាទចងមុខខ្ញុំបាទហើយនោះឡានគេក៏គេមិនដឹងថាគេចតខាងណាអុយខាងណាខ្ញុំមិនដឹងដែរត្រាប់តែគេចងរួចហើយបានកូនឡានឡង់វតាដែលដឹកខ្ញុំចេញពីនេះមកគេចេញឮសំឡេងទៅខាងស្ដាំខ្ញុំមិនដឹងជាគេទៅណាហើយបានឡានមួយទៀតហ្នឹងគេចូលមកហើយគេលើកខ្ញុំបោះទៅខ្ញុំមិនដឹងថាឡាននោះបោះទៅខាងណាអើយខាងណាសូមជម្រាបលោកសហប្រិយអាញាដោយផ្លេចអរគុណសូមលោកបញ្ជាក់មួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មលោកពេលដែលលោកជាប់ឃុំគេសួរចម្លើយលោក2ដងលើកទី1គឺគេវាយគុំតិចលោកនឹងតាត់លោកមិនដាច់លោកសន្លប់ចុះលើកទី2គេធ្វើទរណកម្មយ៉ាងម៉េចមកលើលោកហើយលើកទី2ក៏មិនខុសគ្នា
pi lược ti mùi đà có phần tay cần tài cà su nó việc bà dô khó khăn nè cần là bà dô ti mùi đà kì xua nhóm thật nhóm thật rùm chì mùi mệt dì nâng mệt át bà nhà hà lùi ổng co hay cà bọt chì mùi ổng ca cứ nhóm chlòi thật nhóm mặt đằng đó lược ti pi tiết thật mệt ánh ban rùm chì mùi nâng mệt dì mệt át cho xe à đài rử tì nhóm chlòi thật nhóm mặt đằng thôi bật thật nhóm chỉ nia là xa mến có vấn đề về đại kỳ tờ bị chung tờ ấy trong mắt đăng ở đại bàn tờ thế tự tài năng về này thế để trong đại kỳ hào trong màu trong trời phần nắng có kỳ thua từ đoàn cam trong tầng đoàn tờ trong sờ lọc bát tờ trong trung điệp xa lục của địa nhà lúc mình chạy cho ba mới về đại thơ từ đoàn cam lực thì pi cái thơ giang mạnh về đại kỳ su khiom ruồi hái kỳ tuyệt đâm trung khiom mà trường ruồi hái kỳ bay khiom mặt đáy ruồi hái khiom ngư mò kỳ su nợ ta châu xê a ngày na lực này hái bạn được khiom thạc khiom ở miền châu xê a thì được cho nên kỳ bay khiom mà đòn tiền từ kiên từ chị hàng xuê những mà đòn tiền khiom có đua sập từ tiền từ hái có kỳ ô khiom giờ từ cái này không khiang vinh bề đòi cái lại không khiêng hỏi cái chiết tức nhom hỏi mà nhom đằng luôn là nhom đằng nơi cái lại nà để lơ ai bề đó lúc mình chạm mà đong tiện mướn bề không luôn lúc cái ao rập bò mà ngay vào màn bề trực mau vào màn là nghe mau vào màn xong chim rìa bờ xa lúc bờ rìa nhà nơi bề là rập bò hộp chọc nơi đầm bòn đâu cái lại đâu cứ mình tiền thì bà ta ngá có về thằng ngày trống có mà đoàn tới gọi là hô đọt bực mà bà ta ngá có nghĩa tới bà ta ngá có ban bị bực mà vì ở tiền xong chiều điệp bà xa lũ bà rìa nhà được lấy về cặp ảnh đại đám chê ta cái đó để cái sài mục luôn đấy xong chim rìa bờ xa lục bát thiên nơi pe đại kiến nương trong bát tranh pi cái lạnh khủng khiếng cứ kỳ chọn mục là hốt đòi từ cái lạnh cáp kỳ cần để đòi cái lạnh người nghiệt hói ban kỳ sai mục trong bát hói nịa diêm nịa nương trong tới nó kỳ chứng ở lại cáp tận này bữa nay thì hói các nhóm có thưa từ tam kỳ từ hói bầu chim mùi nương vô lưng muộn từ cọp hoang từ chạ hoang từ bữa nay xong chim rìa bờ xa đời khi ông mình đăng thả làm bòn nô từ lại na bọc cả lại cả lá thì nương khi ông từ khả này mới đó cả lá thì nương từ khi ông từ khả nô sai ta nâng cả lại cái để cái nương khi ông từ trong địa bờ xa lục địa nhà bên trước những đại nô miền là na cai bị rụng lục thiệt đi xong trong địa bờ xa nơi về để khi ông cáp trong đại nô cứ nhóm sân lăng nơi chung vinh luôn bọc nhóm cứ ăn miên nên là cái đau hồng bì nơi dìm nơi đá khoát khoai nơi cái lãnh để ngưng nghịch nơi thế thế xong chìm rìa bờ sạc nơi lấy bê kê chạp lúc lúc ăn mà chạy tha kê đó cho khảo ai lúc tục tại khảo khlây rì ai cầm má kê dô chọn mục chốc bê là kê đó lên lúc vinh kê áo xâm lượng bê ấy từ lúc xong chúm rìa lúc bà sắc lúc bà rìa ở nhà nếu bê đè kì đọt lên chúm bát kì bông tân miên khó áo vầy xâm rạp ở chúm bát tê cứ kì chọn mục kì bọc chúm nửa lưu lan đọt đè tại kì đợt chúm chênh đủ hói lan bạc đọt chẳng ai đó bán kì thiệt chúm tân lĩa ai tê kì thân là sợi mục rối kì bà thu đại chúm chênh mò hói tìm tân miên khó áo ấy tê vì thế cái tình liệu nhóm còi lan nó cái bao chanh bát tờ rồi nhóm của mình đang thả lan nó cái bao tờ khăn na nhóm sẽ lăng mờ vì mình khơi để mình mờ khơi nhất tại vì ớt cơ là tờ trung na tờ chọn na nhóm mặt đằng xong chuẩn bị lục về nhà lúc mà chị mơ ta cái ao sầm liệm một cái ấy cái ao bị khâu lấy nương thế
ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកវិរិយញ្ញានៅពេលដែលគេឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំនោះគឺគេអត់មានឲ្យអីក្រៅអំពីសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំទៅពីចូលកន្លែងឃុំឃាំងនោះទេគឺខោតាមមួយចង្កេះនឹងរហូតដល់ពីអ្នកដែលគេនៅរងចាំខ្ញុំដែលគេទម្លាក់ខ្ញុំនោះទេបានខ្ញុំទៅដល់មកមួយសម្រោងនេះទេបានមានមិត្តដែលខ្ញុំស្គាល់នោះគេឲ្យខោអាវខ្ញុំស្លៀកពាក់ Your Honours, after an extensive examination by the Chamber and my learned friends, I have no further questions except to submit that we may have certain submissions regarding the weight that Your Honours should assign to the testimony of this civil party at the time of final arguments. Thank you. នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11:15 នាទីអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តនីតិវិធីនៃការពិភាក្សាដេញដោលមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់រួលរកកន្លែងសមរម្យសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះបានសម្រាប់